great types of excavators and heavy equipment. Rapid impact compactor. Máy nén nền đất Rapid Impact Compactor. Máy nén nền đất là một thiết bị xây dựng chuyên dụng. Xe có nhiệm vụ đập và nén chặt nền đất, giúp lòng đất trở nên chắc chắn, tạo nền móng vững chãi cho các công trình xây dựng. Xe sở hữu hệ thống khung thân và bánh xích bền bỉ, hệ thống tay búa thủy lực hiện đại với lực nện và tác động mạnh mẽ, giúp tăng mật độ nền đất và tính an toàn cho các tòa nhà. Máy nén nền đất thường được sử dụng trong các công trình xây dựng lớn như cao ốc, đường hầm hay các khu công nghiệp. Excavator saw. Máy xúc cưa Excavator Saw được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ cưa và tách rời các loại vật liệu có kích thước lớn phục vụ vận chuyển hoặc khai thác. Máy xúc cưa thường hoạt động trên các công trường hay các mỏ khai thác lớn. Đồng thời, xe cũng là phương tiện lao động vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Pile driver excavator. Máy xúc đóng cọc Pile driver excavator được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ đóng và chôn những chiếc cọc khổng lồ xuống đất phục vụ mục đích xây dựng. Máy xúc đóng cọc mang trong mình những đặc điểm nổi bật và vô cùng đặc trưng trên công trường. Mini excavator. Được thiết kế và sản xuất để thường xuyên hoạt động trong các không gian hẹp với nhiệm vụ xúc, múc và di chuyển các vật liệu, hàng hóa. Spider excavator. Máy xúc chân nhện Spider Excavator được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ múc, xúc hay đào ở những địa hình dốc đứng, gồ ghề như núi cao hay sườn núi. Máy xúc chân nhện sở hữu thiết kế và khả năng vận hành vô cùng độc đáo. Excavator Ripper. Máy xúc cần xẻ Excavator Ripper được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ tách nhỏ hay xẻ đôi những vật cứng như đá, mặt đường, bê tông. Máy xúc cần xẻ sở hữu nhiều công nghệ và trang bị vô cùng đặc biệt. Excavator clamshell. Máy xúc cần vỏ sò Excavator clamshell. Máy xúc cần vỏ sò là loại máy xúc đặc biệt. Xe được sử dụng để xúc và thực hiện các nhiệm vụ đào bới, nạo vét và vận chuyển các loại vật liệu nhiều và nhỏ như cát sỏi, đá dăm. Máy xúc cần vỏ sò thường làm việc trên các công trường xây dựng hay các mỏ khai thác lớn. Bucket wheel excavator. Máy xúc bánh gầu tròn Bucket wheel excavator. Máy xúc bánh gầu tròn là một trong những cỗ máy công nghiệp lớn nhất
mà con người từng chế tạo. Dragline Excavator. Máy đào gầu dây Dragline Silver Excavator được thiết kế và sản xuất để làm việc ở những công trường và những mỏ khai thác lớn nhất trên thế giới. Máy đào gầu dây sở hữu thiết kế hiện đại, khả năng làm việc vô cùng độc đáo. Garbage truck. Xe chở rác garbage truck với công dụng và khả năng làm việc đặc thù. Xe chở rác luôn đảm nhiệm các công việc duy trì vệ sinh môi trường, đảm bảo rác thải được xử lý đúng quy trình và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời, xe cũng là phương tiện vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Tractor. Xe kéo tractor. Xe kéo tractor. Xe kéo là phương tiện vận chuyển quan trọng trong nông nghiệp. Excavator digger. Máy xúc cần xúc excavator digger. Máy xúc cần xúc là một loại máy móc đa năng hạng nặng với nhiều công dụng khác nhau. Xe được sử dụng chủ yếu trong ngành xây dựng, khai khoáng và trong các công trình công nghiệp với nhiệm vụ xúc, múc, di chuyển và xử lý các loại đất đá hay các vật liệu khác. Nhờ khả năng làm việc đào, xúc và di chuyển vật liệu hiệu quả, máy xúc cần xúc là phương tiện lao động không thể thiếu trong cuộc sống.